trực tiếp U23 Việt Nam với U23 Myanmar thời gian 20 giờ ngày 7/6 địa điểm sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thông tin trước trận tối ngày 6 tháng 6, Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội đã có buổi tập luyện trên mặt cỏ mới tại sân vận động Việt Trì. Mở đầu buổi tập này, các cầu thủ chơi bóng ma trong không khí hết sức vui vẻ. Do huấn luyện viên Park Hang-seo đang cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King S Cup tại Thái Lan nên trợ lý Kim Han Hyun sẽ được trao quyền huấn luyện viên trong trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Ông tỏ ra khá tỉ mỉ, trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ tập luyện một cách bài bản. Chiều ngày 6 tháng 6, buổi họp báo trước trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã được diễn ra. Ở đây, huấn luyện viên trưởng của DTU23 Myanmar, ông Veliza Pokok, đã có những chia sẻ. Veliza Pokok cho biết, dù thông tin về DTU23 không có nhiều như những thông tin về DTU, nhưng về cơ bản, tôi đã nắm được khá rõ về U23 Việt Nam. Theo tôi, U23 Việt Nam chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay. Vì vậy, nếu Myanmar muốn cạnh tranh ở SEA Games thì chắc chắn phải vượt qua được Việt Nam. Sau trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ biết được thực lực của U23 Myanmar đang ở đâu và khoảng cách giữa U23 Myanmar và U23 Việt Nam là bao xa. Với tôi, ở khu vực Đông Nam Á ở thời điểm này, bóng đá Việt Nam mới là số 1 chứ không phải là Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Khi được hỏi về DT Việt Nam, huấn luyện viên Veliza Pokok cho biết, hai cầu thủ của U23 Việt Nam mà tôi ấn tượng nhất là Quang Hải và Văn Hồng. Nhưng đáng tiếc là họ lại không thể góp mặt trong trận đấu này do đã cùng DTQG thi đấu King S Cup.